Hôm nay là ngày Chủ nhật, bây giờ tôi muốn dành thời gian để mà cùng các bạn chung bình giá cái account demo này Đây là cái account demo mà thôi như các bạn đã cùng nhau tạo ra vào thời điểm tháng 4 của năm ngoái đó lúc mà tạo ra để thường chia sẻ lại cho những người nào mà mới đến kênh để các bạn hiểu hơn đó thì chúng ta tạo cái account này từ lúc là ngày 4 tháng 4 lúc đó là BTC mức giá là 46.622 và đó là cái ngày đầu tiên chúng ta trung bình giá 100 đô vào BTC còn về Ethereum thì cũng ngày đó luôn các bạn ngày 4 tháng 4 của năm ngoái lúc đó giá Ether là 3.514 đô và đó cũng là cái ngày đầu tiên chúng ta DCA vào cái account này và điều tôi muốn chia sẻ với các bạn hàng tuần đó là chúng ta cùng nhau DCA một thời gian dài để các bạn có thể nhìn thấy được hiệu quả của DCA như thế nào nhất là các bạn thấy được là giá của BTC và Ether bây giờ còn khoảng chừng là phân nửa của giá trước đó mà thôi nhưng mà hiệu ứng ra sao các bạn Tuy chúng ta đã trung bình giá từ cái mức cao cho tới bây giờ đó chúng ta vẫn đang có lời là 21% các bạn. Thì bây giờ đó chúng ta thấy được là cái giá trung bình à, của BTC đã thu mua từ thời điểm tháng 4 của năm ngoái tới bây giờ đó là trung bình 22.104 đô. À, và chúng ta có thể thấy được là cái giá trung bình chúng ta dùng để mà thu mua Ethereum đó mỗi tuần 100 đô là 1536 đô thì bây giờ chúng ta vẫn đang có lời là 21.16% mặc dù là giá của BTC và Ether đó đã khác khi xưa rất nhiều rồi các bạn, hầu như chỉ còn có khoảng chừng là phân nửa mà thôi. Và hôm nay cũng tương tự chúng ta sẽ chung mình giá 100 đô BTC, 100 đô Ether mà các bạn thấy được là giá bây giờ vẫn còn đang rất là thấp các bạn có nghĩ đi một ngày nào đó giá trở lại như đỉnh cũ hay là chúng ta lập đỉnh mới đó thì cái phần trăm này sẽ như thế nào điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Thuận sẽ không có chút lời cao này thuần muốn giữ để cho các bạn thấy được là không phải là chỉ riêng các bạn đầu tư vào những o con nhỏ các bạn mới có thể là Nhưng à, nhân hai nhân ba nhân bốn nhân năm đâu mà các bạn hoàn toàn có thể đầu tư những đồng lớn chung mình giá dài hạn mà vẫn có hiệu ứng đó nhưng mà cái độ an toàn đối Thuận là sẽ cao hơn thì hôm nay đó Thuận sẽ dùng 100 đô à, để mà trung bình giá cao double này ở mức là 28.008 đô thì 100 đô đó chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0036 BDC mà thôi. Các bạn thấy được là khi mà giá đi xuống chúng ta rất có lợi tại vì cùng 100 đô đó các bạn mua được nhiều Bitcoin hơn. Bây giờ 100 đô đó mua được rất ít BTC và thường cũng sẽ dùng 100 đô để mà trung bình giá y tường ngày hôm nay thì mức là 1776 đó. Chúng ta có thể trung bình giá được là 0.0562 đi. Thì đây là cái uh, Mức mà chúng ta có thể mua được với cái giá là 100 đô Rồi, các bạn đã thấy được là trên màn hình Đây là trung bình giá của ngày hôm nay Ngày 27 tháng 3 tại Hoa Kỳ uh, Cho Ethereum Và tương tự, đây là cái trung bình giá ngày hôm nay cho BTC Tuần sau chúng ta lại trung bình giá nữa Để xem coi là tình hình thị trường như thế nào rồi chúng ta cũng nhận được uh, một số những cái uh, thông tin các bạn đây là một cái thông tin đến từ CEO của công ty DeVere Group đây là một công ty tư vấn uh, tài chính cũng uh, rất là nổi tiếng các bạn nhưng mà phần lớn họ không hoạt động nhiều ở Hoa Kỳ à, nhưng mà CEO của họ là Nigel Green uh, cũng là một người mà rất có lòng tin vào BTC và Nigel Green đã nói đó là những nhà đầu tư đang tìm kiếm các giải pháp thay thế như BTC và crypto khi mà Hoa Kỳ bước vào kỷ nguyên nới lỏng tiền tệ mới. Ông ta tin là những gì đang xảy ra chỉ là bước đầu mà thôi. Cuối cùng ra thì Fed cũng sẽ phải giảm lãi suất và cũng sẽ phải tiếp tục in tiền để mà hỗ trợ hệ thống chứ còn không thể nào để cho Hoa Kỳ lâm vào cái tình trạng là ngân hàng bị phá sản được. Và cái gói giải cứu SVB đó là một hình thức nới lỏng tiền tệ QE tuy là không có đúng 100% là QE các bạn nhưng mà hiệu ứng ngắn hạn là như vậy tại vì chúng ta đã thấy được là cái tài sản cân bằng của Fed đã tăng lên rồi tại vì Fed đang phải à, lưu trữ nhiều công trái phiếu hơn tại vì những ngân hàng có thể à, nhân cơ hội này đưa lại công trái phiếu cho Fed để mà vay ngắn hạn một năm điều này làm tăng nguồn cung của đồng đô la lên và có thể dẫn đến giảm giá trị của USD. Do đó, điều này thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế có nguồn cung hạn chế như là BTC. Đương nhiên đây là một điều mà tôi đã từng chia sẻ nhiều với các bạn rồi và CEO của Diver Group cũng nghĩ như vậy. Và chúng ta cũng thấy được là có một cái sự kiện đã xảy ra đó chính là cái hội nghị Bitcoin ở Africa và trong cái hội nghị này đó Bitcoin Lightning Network đã được nói tới và trong bài viết này nó nói là có thể là chúng ta sống ở một quốc gia mà các bạn có thể dễ dàng tới ngân hàng các bạn có thể dễ dàng di chuyển tiền được mà không bị có bất cứ một rắc rối nào nhưng mà đối với một số người như là sống ở châu phi đó thì tiếp cận được ngân hàng gửi tiền là gây ra một vấn đề luôn các bạn và nhiều người đó họ gặp vấn đề di chuyển tiền ra khỏi châu phi hay là đem tiền vào trong châu phi người châu phi đó thì có nhiều người không thể đến ngân hàng được ngân hàng ở rất là xa hoặc là chúng ta có rất ít ngân hàng cũng có thể dụ cho người châu phi và nhất là ngân hàng mà có kết nối với là hệ thống của quốc tế đó thì càng ít hơn nữa cho nên BTC là một giải pháp nhất là thông qua mạng lưới Line Network đây là mạng lưới tầng 2 của BTC mà gửi hầu như là phí là bằng không đó thì lại là một giải pháp rất là tốt có thể là nhiều người nói là bdc quá dao động lên xuống thất thường như vậy thì làm sao có thể dùng để mà uh, chuyển tiền được nhưng mà thật ra nó người ta suy nghĩ khác các bạn khi các bạn không còn nhiều sự lựa chọn đó, thì bdc lại là một cái lựa chọn đơn giản hơn các bạn có thể là dùng tiền của mình ở quốc gia đó mua BTC xong rồi gửi qua thông qua mạng lưới Line Network thì rất là nhanh chóng và phí gần như bằng không thì khi mà người kia nhận được rồi thì người ta có thể là nhanh chóng đổi ra cái tiền quốc gia của họ như là trong trường hợp này đổi ra thành đồng Rio của Brazil thì coi như là cũng không có chịu bất cứ một cái rủi ro dao động nào nhiều tại vì gửi rất là nhanh rồi để đổi ra lập tức thì đó cũng là một trong những lý do tại sao mà mạng lưới Line Network sẽ là một mạng lưới mà sẽ có rất nhiều tiềm năng thì mạng lưới Line Network đã có từ rất lâu rồi các bạn thường đã từng làm video từ năm 2017 18 gì đó nói về mạng lưới này và thật ra nó phát triển một thời gian rồi lại ngưng phát triển nhưng mà chúng ta được gần đây đó Line Network lại là một trong những đề tài được nói đến và khi mà thuận nhìn cái sự phân bổ của những cái Lightning Node ở trên thế giới đó thì các bạn được là chúng ta đã có rất nhiều Lightning Node rồi thôi nhớ những lúc đầu tiên chúng ta có vài cái Lightning Node mà thôi bây giờ chúng ta đã có rất nhiều và các bạn được là phần lớn là ở đâu Phần lớn là ở châu Âu và ở Hoa Kỳ hiện bây giờ Nhưng mà chúng ta cũng có những cái Lightning nose xuất hiện ở những nước ở châu Phi các bạn Như là trên màn hình các bạn thấy chúng ta có những cái Lightning à, đến từ Nigeria Có 35 channel ở đó, 35 kênh Chúng ta có ở bên Ghana 25 kênh Chúng ta có Ghana thêm 5 kênh nữa Nói chung thì chúng ta cũng đã bắt đầu thấy những cái Lightning Network này xuất hiện ở châu Phi và chúng ta cũng có một cái mạng lưới Line Network No ở Việt Nam các bạn chúng ta có tổng cộng là 18 kênh 18 channel ở Việt Nam hiện tại thì mỗi một cái kênh đó, họ sẽ có một cái số lượng BDC ấn định có thể di chuyển các bạn nhưng mà cho tới bây giờ đó thì cái số lượng đó cũng coi như là cao rồi nếu chúng ta tính tổng thì chúng ta đã có tổng cộng hiện bây giờ đó là hơn 15.261 nô à, tổng cộng là 73.739 kênh và có thể di chuyển con số lên tới 5.494 BTC có nghĩa là tương đương với giá hiện tại là khoảng 154 triệu đô la có thể được di chuyển qua mạng lưới này và thường đó cái số lượng được di chuyển nó không có nhiều đâu các bạn đây là cái mạng lưới tầng 2 của BTC dùng để mà thanh toán nhanh à, cho những cái con số BTC nhỏ hơn rồi chúng ta cũng có một cái thông tin cũng gây nhiều cái sự sôi động đó chính là thông tin liên quan tới Amazon các bạn thì cách đây hai ngày đó có một người đã nhận được một cái email đến từ Amazon thì cái email này đó nói tới NFT người này là một người mà chỉ vừa mới mua hội viên của Amazon Prime Video mà thôi nhưng mà không biết tại sao lại nhận được cái email này trong email này đó thì đề cập đến là NFT đã được bán và sẽ bị lock trong vòng 72 giờ khi nào mà unlock đó thì người này có thể bán nft của mình đương nhiên cái email này đó gọi đến từ amazon đã được nhanh chóng lan tỏa khắp nơi như người nói là đây là một cái leak email một cái dẫn chứng thay được amazon đã chuẩn bị để có một nơi giao dịch nft amazon đang rất quan tâm đến thị trường crypto này thì cái link ở trong cái email này đó Khi người này bấm vào thì lại dẫn đến một cái trang mà bây giờ chưa hoạt động các bạn Thì bây giờ mọi người đều nói là Amazon sẽ sớm có một cái chợ NFT mà thôi Khi mà chúng ta nhìn lại đó Cách đây rất lâu các bạn hồi tháng 4 của năm ngoái đó Thì đã có một cuộc phỏng vấn với lại Andy Jassy Andy Jassy là CEO hiện bây giờ của Amazon Các bạn đã biết là Jeff Bezos đã rời khỏi chức vụ CEO rồi CEO thì bây giờ là Andy Jassy Thì Andy Jassy À, cũng đã được hỏi về crypto thì nói chung đó Andy nói là hiện bây giờ ông ta không có lưu trữ BTC nhưng mà ông ta lại có lòng tin à, đó chính là crypto sẽ ngày càng lớn mạnh khi nào thì Amazon mới chấp nhận thanh toán bằng crypto đó thì ngày đó chắc còn rất là xa nhưng mà có khả năng đó là Amazon sẽ cung cấp dịch vụ liên quan tới mua bán NFT thì chúng ta có thể là thấy ngày đó cũng sắp sửa tới rồi và đối với những cái sự kiện gần đây liên quan tới ngân hàng sụp đổ đó thì chúng ta thấy được là một trong những người nổi tiếng lâu năm trong thị trường này đó chính là team rapper thì uh, team uh, đã chia sẻ là tất cả những công ty đó thì uh, không nên giống như là lưu trữ tất cả tiền cho một ngân hàng mà thứ nhất đó, là nên có số tiền đủ để mà trả lương hai đợt mà lưu trữ cái số tiền đó bằng btc và nếu như mà lưu trữ trong ngân hàng đó Thì nên có cái số tiền chi tiêu cần thiết cho công ty trong thời gian là nửa năm Nhưng mà chia ra làm hai ngân hàng Một ngân hàng địa phương và một ngân hàng quốc tế Để cho an toàn hơn Đây là cái lời khuyên đến từ Team Rapper mà thôi Và những người nào mà không rành thì Team Rapper là một trong những người mà rất nổi tiếng Và thường xuất hiện cách đây 2-3 năm Bây giờ thì không xuất hiện nhiều nữa các bạn Và Team Rapper đã nổi tiếng sau khi mà đã thu mua thành công 30.000 BTC À, bằng cách là thu mua đấu giá, tại vì à, trước đây đó thì có số tiền thường nhớ là khoảng chừng là 140.000 ngàn BTC bị tịch thu ở trong cái vụ à, của Silk Road và sau đó chính phủ Hoa Kỳ đã bán đấu giá từng phần một và Team Rapper đã có thể thu mua lại 29.656 BTC ở cái mức giá là 632 đô. Mức giá này thật ra đó thời điểm mà thu mua là thường nhớ năm 2014 là đã là cao hơn mức giá hiện tại rồi. Thì có thấy nhiều bạn nói là tại sao mà team rapper lại muốn thu mua BTC số lượng lớn nhưng mà lại trả hơn cái giá trên thị trường Tại vì trên căn bản nếu như mà người này lên trên thị trường mua cái số lượng lớn gì thời điểm đó, đó, thì sẽ không có giá này đâu các bạn Các bạn càng mua thì giá càng tăng cho nên thu mua à, một lóc hai mươi mấy ngàn BTC như vậy ở một mức giá ổn định cho dù được cao trên thị trường thì vẫn có lợi hơn Và ông ta lúc đó nó bỏ ra là 18.74 triệu đô la để mà đi thu mua cái số lượng Bitcoin này và các bạn cứ nhân lên đi sau đó là team rapper đã rất giàu có và thành tỷ phú nhưng mà các bạn có biết là để bỏ ra số tiền 18 triệu đô la năm 2014 để thu mua số lớn BTC à, là một mạo hiểm rất là lớn cho nên cũng xứng đáng mà thôi. Nhưng mà cái mà Team Rapper muốn chia sẻ ở đây đó là những công ty họ nên có sự suy nghĩ là lưu trữ cái số lượng tiền cần thiết trong nhiều ngân hàng à, và không nên tin tưởng hết cho ngân hàng mà nên lưu trữ một cái số lượng tiền cần thiết ở trong BTC. Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là nhiều bạn chắc cũng đã xem những cái video liên quan tới Do Kwon bị bắt giữ ở Montenegro thì theo thuận hiểu đó bây giờ đó là ở bên quốc gia đó họ thường là được quyền giữ lại trong thời gian là 72 giờ nhưng mà đối với lại đối tượng là Do Kwon đó họ nghĩ là Do Kwon khả năng trốn rất là cao cho nên bây giờ đó ở bên tòa án họ đã nói là cho phép giữ lại 30 ngày sau đó thì ra sao thì cũng không làm được các bạn sẽ được giải độ tới Hoa Kỳ tại bây giờ Do Khoan đã bị kiện à, ở tòa án ở New York à, về những cái à, tội danh liên quan tới lừa đảo và thao túng thị trường hay là sẽ được giải về Hàn Quốc thì cũng không rõ bây giờ chỉ biết là bây giờ Do Khoan sẽ ở trong trại à, giam ở quốc gia đó một thời gian Nhưng mà bây giờ con thì theo đồng hiệu Thì cũng đã nhờ luật sư để mà Phản lại nói là không có lý do gì Mà giữ con hơn 72 giờ đồng hồ Mà phải thả trở ra Tôi chưa biết kết quả sẽ ra sao Tôi chưa biết là cho tới thời điểm bây giờ đó Thì tòa án nhiên về là sẽ giữ ba 30 ngày và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, CoinX hay là Binance Và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tại bị các bạn